Những gì mình muốn thực hiện trong video này là xem xét một số ví dụ về dữ liệu được trình bày theo những cách khác nhau và xem cách trình bày nào là tốt nhất hoặc có thể giúp chúng ta trả lời các câu hỏi khác nhau. Vậy chúng ta hãy xem ví dụ đầu tiên. Một thống kê đã ghi lại chiều dài của mỗi 14 bộ phim đầu tiên của Pixar. Nhà thống kê thực hiện một biểu đồ chấm, mỗi dấu chấm là một bộ phim, một biểu đồ tần suất và một biểu đồ hộp để hiển thị dữ liệu về thời lượng. Sự biểu diễn nào có thể được sử dụng để tìm trung vị? Được rồi, hãy nhìn vào những sự biểu diễn này. Vậy như tại đây chúng ta thấy đây là biểu đồ chấm. Chúng ta có một chấm trong mỗi 14 phim. Vậy một phim có thời lượng là 81 phút. Chúng ta thấy ở đây một phim có thời lượng là 92, một phim có thời lượng là 93. Chúng ta thấy có một phim có thời lượng là 95. Chúng ta thấy có hai phim có thời lượng là 96 phút. Vân vân và vân vân. Vì vậy mình tuyên bố là mình có thể sử dụng điều này để tìm ra trung vị. Bởi vì mình có thể lập danh sách tất cả các thời lượng của phim. Mình có thể sắp xếp chúng và sau đó mình có thể tìm giá trị ở giữa. Mình thật sự có thể lập một danh sách. Mình có thể viết xuống 81 và sau đó viết ra 92, sau đó viết ra 93, sau đó viết ra 95. Sau đó mình có thể viết 96 hai lần. Sau đó mình có thể viết ra 98. Sau đó mình có thể viết ra 100. Mình nghĩ bạn sẽ thấy được nó là nó đi đến đâu. Mình có thể viết ra toàn bộ danh sách và sau đó mình có thể tìm giá trị ở giữa. Vì vậy biểu đồ chấm, mình chắc chắn có thể tìm sử dụng nó để tìm trung vị. Bây giờ còn biểu đồ tần suất thì sao? Biểu đồ tần suất ngay tại đây. Và mấu chốt ở đây là đối với một trung vị, để tìm ra một trung vị, mình chỉ cần tìm ra danh sách các số. Vậy ở đây mình không biết. Để bài nói mình có một phim nằm giữa 80 và 85, nhưng mình không biết chính xác thời lượng của nó. Thời lượng của nó có thể là 81 phút, thời lượng của nó có thể là 84 phút. Vì vậy mình không biết. Và vậy mình thực sự không thể lập một danh sách thời lượng của các bộ phim và tìm giá trị ở giữa. Vì vậy mình không nghĩ là mình có thể làm điều đó bằng cách sử dụng biểu đồ tần suất. Bây giờ với biểu đồ hộp ở đây, vậy mình sẽ không nhấp vào biểu đồ tần suất. Với biểu đồ hộp như tại đây, mình có thể không thể tạo ra một danh sách các giá trị, nhưng biểu đồ hộp rõ ràng cho chúng ta biết trung vị là gì. Đường chính giữa này ở giữa cái hộp, điều đó cho chúng ta biết trung vị là gì. Đây là gì? Đây trung vị này là... Nếu 100, này là 99, vì vậy này là 95, 96, 97, 98, 99. Đó ra rằng chúng ta biết trung vị là 99. Điều này thật sự là cách dễ nhất để tìm ra trung vị. Vì mình sẽ làm với biểu đồ hộp. Vì biểu đồ tần suất không có ích cho mình nếu mình muốn tính trung vị. Hãy làm thêm một vài bài trong số này. Nam sở hữu một lô xe đã qua sử dụng. Anh ấy kiểm tra đồng hồ đo của chiếc xe và ghi lại họ đã lái được bao xa. Sau đó anh đã tạo ra cả một biểu đồ tần suất và một biểu đồ hộp để biểu diễn tỷ lệ giống nhau. Cả hai biểu đồ được thể hiện bên dưới. Sự biểu diễn nào được sử dụng để tìm xem có bao nhiêu phương tiện đã lái hơn 200.000 km? Vậy có bao nhiêu phương tiện đã lái hơn 200.000 km? Vậy nó trông giống như biểu đồ này. Mình có 3 phương tiện nằm trong khoảng 200 và 250. Và sau đó mình có 2 phương tiện nằm trong khoảng 250 và 300. Vậy nó trông khá rõ ràng, mình có 5 phương tiện. 3 trong số đó có tổng số dặm giữa 200.000 và 250.000. Và sau đó mình có hai cái có số dặm giữa 250.000 và 300.000. Vì mình có thể trả lời câu hỏi 5 phương tiện có số dặm hơn 200.000. Nên mình sẽ cho rằng biểu đồ tần suất khá hữu ích. Hãy cùng kiểm chứng tại sao biểu đồ hộp không thực sự hữu ích. Mình muốn biết có bao nhiêu phương tiện đã đi quãng đường hơn 200.000. Mình biết rằng nếu mình có số dặm hơn 200.000, mình sẽ ở trong phần tư thứ tư. Nhưng mình không biết có bao nhiêu giá trị là mình có ở phần tư thứ tư khi chỉ nhìn vào dữ liệu ở đây. Vì vậy nó sẽ không hữu ích để trả lời câu hỏi này. Hãy nhìn vào câu hỏi thứ hai. Sự biểu diễn nào có thể được sử dụng để tìm ra khoảng cách trung vị? Sự biểu diễn nào có thể được sử dụng để tìm ra khoảng cách trung vị là khoảng 140.000 km? Vậy để tính trung vị, về cơ bản bạn có thể liệt ra tất cả các con số và sau đó tìm số ở giữa. Và ngay tại đây mình không thể lập danh sách tất cả các con số. Mình biết là có 3 giá trị từ 0 đến 50.000 km. Nhưng mình không biết nó là cái gì. Có thể là 10.000, 10.000, 10.000. Hoặc có thể là 10.000, 15.000 và 40.000. Và mình không biết là gì. Và vì vậy nếu mình không thể liệt kê tất cả những thứ này và mình không sắp xếp theo thứ tự, mình thật sự sẽ gặp khó khăn khi tìm giá trị ở giữa. Giá trị ở giữa nó sẽ ở trong phạm vi này, ngay tại đây. Nhưng mình không biết chính xác nó sẽ là cái gì. Biểu đồ tần suất không hữu dụng bởi vì nó ném tất cả các dữ liệu vào tầm này. Trong khi ở biểu đồ hộp, rõ ràng nó trực tiếp cho mình biết giá trị ở giữa. Đường thẳng này ngay tại đây, giữa hộp.
Điều này chúng ta biết được số trung vị. Và chúng ta xem được số trung vị tại đây. Nó là 140.000 km. Đúng, nó là 100, 110, 120, 130. 140.000 km là số dặm trung bình cho mỗi chiếc xe. Và vì vậy, biểu đồ hợp rõ ràng không cho chúng ta được dữ liệu đó.